đây con nghe rồi. Hả? À, đây con nghe cái rồi. Thế có kiếm lại được hai người kia. Rồi em chào bố anh chị đang xem live nha. Như thường lệ là hôm nay em sẽ lên những hàng ngọc điểm cho mọi người nha. Mọi người trên xem live nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Rồi bây giờ đầu tiên em mấy anh chị cho em xin một chấm tương tác cho mọi người nha. Tín hiệu có tốt lên thế nào thì báo em trước để em chỉnh lại cho mọi người ha. Rồi đầu tiên em lên một cái mã đầu tiên nha mọi người. Ai cái này chưa có mã chưa giá nè. Mà khác cái đi. Thằng bự lá bự để sau sau đó. Mít xếp này 2, 4, 5 cặp. Rồi em lên mã đầu tiên cho mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cái này gồm 5 cặp lá nha mọi người. 5 cặp lá. Bên đây có cặp lá chân nữa là. Rồi cái này là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người. Màu trắng hoặc là màu cam. Cái này giá mà giá 450, mã 60 nha mọi người nha. 450k miễn phí ship luôn ạ. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. 10 khách hàng đầu tiên đặt hàng trên live chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. Đây tặng kèm thêm một bịch chậu lan như thế này nha mọi người nha. Anh chị xem like nhớ chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân chế độ công khai giúp em nha mọi người. Anh chị xem like cho em xin một chấm tương tác nha. Hiện tại em chưa thấy anh chị nào tương tác, em sợ bị ẩn comment ha. Rồi, mã số 60 giá 450k miễn phí vận chuyển. Đây em cho mọi người xem mặt lá như thế này nha mọi người nha. Mặt lá như thế này. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn. Mã số 60 giá 450k miễn phí vận chuyển ạ. 450k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đây kích thước lá như thế này em mọi người nha, 4 ngón tay của em ạ. 4 ngón tay nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn, mã 60 450k. Đây là hàng Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người nên cứ yên tâm về chất lượng ha. Hiện tại vườn của em đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em ha. Đây kích thước lá, kích thước cây mọi người xem giúp em nha. Đây. Kích thước cây nha mọi người nha. Đây là kích thước cây. Năm vừa rồi thì đã ra 2 ngầm bông rồi nên mọi người mua về nữa thì đúng dịp Tết là sẽ ra thêm 3 hoặc 4 ngầm bông nữa nha mọi người nha. Anh chị xem like nhớ chia sẻ bạn bè hoặc chia sẻ like lên hội nhóm hoặc chia sẻ trên trang cá nhân, tag bạn bè vô đây xem like giúp em ha. Trên 15 khách em bắt đầu tổ chức chơi mini game nha mọi người nha. Trên 15 khách em bắt đầu tổ chức chơi mini game. Mọi người tag tên bạn bè vào đây xem like giúp em nha. Trên tay em mã là mã 60 giá 450k miễn phí vận chuyển. Màu cam hoặc là màu trắng nha mọi người. Màu cam hoặc là màu trắng. Đây kích thước cây như thế này nha mọi người. Kích thước cây như thế này đây. Mặt lá nha mọi người xem giúp em. Kích thước lá nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha mọi người ơi.
mã số 60 giá 450k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 60 450k màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người nha, màu trắng hoặc là màu cam. Đây là hàng Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người. 450k đã kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha mọi người. Kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm. Ngoài ra 10 anh chị đầu tiên đặt hàng trên like, chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân, em tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng thêm một chậu lan như thế này đây ạ. Tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Rồi anh bạn nhớ anh chị nhớ tắt tên bạn bè vào chơi mini game với em ha. Tắt bạn bè vào chơi mini game với em. Mọi người đặt hàng bên em là bên em giao cả kệ gỗ như thế này luôn nha mọi người. Đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái rễ bám chặt trong cái giá thể nha mọi người nha. Không bán hàng bóc tách cơ sở vì ảnh hưởng tới cái tỷ lệ sống á. Còn cái hàng bên em là hàng bán cả nguyên chậu như thế này thì cái tỷ lệ sống là 100% nha mọi người. Đây, rễ đang phát triển rất là tốt nha mọi người, xem giúp em rễ nè. Đây, đây là tình trạng của rễ nha mọi người nha. Tình trạng sinh trưởng rất là tốt, rất là nhiều rễ đây. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn ạ. Mã số 60 giá 450k miễn phí vận chuyển ạ. 450k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Em chào 7 anh chị đang xem live với em. Anh chị xem live cho em xin một chấm tương tác nha mọi người nha. Cho em xin một chấm tương tác, em sợ bị ẩn comment nha mọi người. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em ha. Anh chị em là muốn mua cái những chậu lan như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha. Hoặc muốn mua nhanh á thì cứ điện thoại hoặc số hotline giúp em ha. Số hotline là 0329028744 nha mọi người. 0329028744 ạ. Rồi anh chị nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm chế độ công khai giúp em ha. Rồi trên tay em là mã số 60 giá 450k miễn phí vận chuyển. Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha. Tặng kèm một bịch phân thông minh tan chậm. Ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này đây. Tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình ạ. Rồi tiếp theo em lên mã tiếp theo cho mọi người nha mọi người. Em lên mã tiếp theo ạ. Mã số 55 giá 300k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 4 cặp lá, gồm 4 cặp lá nha mọi người ơi. Gồm 4 cặp lá như thế này. Ở đây, mọi người xem kích thước giúp em ha. Đây hàng lá mít cho mọi người nha. Mọi người xem giúp em, đây là mặt lá. Đây mặt lá nha mọi người nha. Đây, lá rất là xanh tươi nha mọi người, xanh tươi dày dặn luôn đó. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã 55 giá 300k miễn phí vận chuyển ạ. 300k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình. Dạ chị Bùi Bích Xanh ơi, cái mã số 55 này là 300k miễn phí vận chuyển nha anh chị nha. 330k miễn phí, 300k miễn phí vận chuyển mã số 55 nha mọi người. Em thấy coi dưới nó được có không được luôn á. Tùy với bị ẩn comment. Mọi người đang xem live cho em xin một chấm nha mọi người nha. Nó bị ẩn comment em không có thấy được mọi người. Chị Bích Xanh ơi, chị Bích Xanh ơi, cái mã này là mã số 55 giá 300k miễn phí vận chuyển nha chị. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình. 300k là đã kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha. Kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Anh chị nào chia sẻ trên live, chia sẻ live trên trang cá nhân, chia sẻ vào hội nhóm chế độ công khai, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha. Tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này ạ. Tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này nha mọi người nha. Cái này là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người.
Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn. Hàng này là hàng Thái thùng tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng ha. Hàng này đang vườn của em đang ở ấp Hoạch, ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 55, giá 300k, miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại giúp em. Anh chị nhớ chia sẻ trên trang cá nhân chế độ công khai giúp em, hoặc là chia sẻ vào hội nhóm nha. Tát bạn bè vào chơi, cùng chơi mini game với em ha. Chị ơi, mình muốn xem hàng gì anh chị cứ comment ở bên dưới à, bên em sẽ lên đơn cho mọi người xem à. Lá mít, lá xếp, lá kiếm à, mọi người cứ comment đi ạ. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Trên 10 khách hàng em bắt đầu chơi mini game nha mọi người nha. Trên 10 khách hàng em bắt đầu chơi mini game à. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 55, giá 300k, miễn phí vận chuyển à. 55 nha mọi người. Anh đã nhận được hàng rồi, đẹp lắm nhưng mà hơi nhỏ. Dạ em cảm ơn anh Phúc Hồng. Ủa cái hàng đi như sao nhanh dữ vậy ta? Anh Phúc Hồng ở gần đấy mà. Rồi em cảm ơn anh Phúc Hồng nhiều nha. Rồi hiện tại là em bắt đầu chơi mini game nha mọi người. Trên tay em có một tờ 1000 won nha. 1000 won mọi người đón hai số series cuối giúp em nha. Khách nào đón hai số series cuối trùng khớp với đáp án của em thì em sẽ tặng một chậu lan 1 năm tuổi cho mọi người. Tặng một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Tặng nó lớn chết. Tặng cái này là trúng thưởng là bên em sẽ tặng một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Đón hai số series cuối giúp em nha. Đón hai số series cuối giúp em ạ. Này giờ trên chụp là được hai bản đã cầm rồi. Có hai số series cuối giúp em nha mọi người nha. Mọi người cứ comment đi rồi chia sẻ trên trang cá nhân chế độ công khai giúp em. Nếu mà chúng trùng khớp với hai số series của em thì em sẽ tặng cho một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Tặng kèm chậu lan 1 năm tuổi ạ. Tiếp theo em cái mã 55 là mã 55 giá 300k, miễn phí vận chuyển nha mọi người. 55 giá 300k, miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. 300k miễn phí vận chuyển là kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha mọi người. Kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Rồi anh chị nào đặt hàng trên like á, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ trên hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha. Tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi. Rồi, tặng kèm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này. Anh chị nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, tag tên bạn bè vào chơi mini game với em nha mọi người nha. Mọi người muốn mua cái chậu lan như thế nào là cứ comment trực tiếp lên đây, em sẽ lên đơn theo yêu cầu của mọi người nha. Mã số 55 giá 300k, miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn ạ. Đây mọi người xem lại giúp em ha. Đây là mặt trước ạ. Mặt sau. Em chào chị bông lục nha. Rồi kích thước này mọi người xem giúp em ha. Rồi kích thước lá như thế này nha mọi người nha. Kích thước lá như thế này đây ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 55 300k, miễn phí vận chuyển. Anh chị nào chia sẻ trên
Rồi em chào, em chào anh Đặng Bảo Châu. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người. Mã 55 giá 300k. Đây kích thước như thế này nha mọi người, gồm 4 cặp lá nha mọi người. Có thêm cái màu này, có thể là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người, màu trắng hoặc là màu cam. Rồi ngoài ra bên em đang chơi mini game nha mọi người. Mọi người đón hai số series cuối giúp em nha, đón hai số series cuối giúp em trùng khớp với đáp án của em là em sẽ tặng cho anh chị một chậu lan như thế này nha, tặng cho một chậu lan như thế này. Anh chị cứ comment đi ạ. Thế nào rồi, trúng thì comment hai số series cuối giúp em nha, trúng là bên em sẽ liên hệ với mọi người liền ha. Mã số 55 giá 300k, anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Em chào anh Nguyễn Minh Sơn nha. Mã số 55 300k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Hàng này là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha mọi người nha. Rồi mọi người cứ comment số series cuối giúp em ha, hai số series cuối giúp em ạ. Hai số series cuối nha mọi người nha. Rồi tiếp theo em lên một cái đơn khác cho mọi người nha. Anh chị nhớ tết tên bạn bè vào đây chơi mini game với em nha. Mà ngoài ra bên em còn dành 10 suất hàng cho anh chị nào đặt hàng trên live, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm. Em sẽ tặng một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người, tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này ạ. Phúc thầm lực 7 giờ chiều nay mới giao tới phòng trường bảy lần. Sáu tám hả? Rồi em chào chị Mỹ Hạnh nha. Anh chị là muốn mua cái sản phẩm như thế nào cứ comment trực tiếp vào giúp em ha. Ngoài ra bên em đang chơi mini game. Anh chị. Rồi em chào anh Tùng Lê, em chào chị Lê Hoài nha. Mọi người cứ comment hai số series cuối giúp em nha mọi người. Comment hai số series cuối giúp em. Rồi tiếp theo em lên mã tiếp theo nha mọi người. Mã 68. 430k miễn phí vận chuyển luôn nha mọi người. Anh Phúc Hồng ơi, bữa anh chốt cây 200k nó hơi nhỏ ạ. Còn cây này thì 450k thì lá nó rất là to ạ, lá mít. Rất là đều anh ạ. Anh muốn cây to thì anh này 5 cặp lá nha mọi người, 5 cặp lá nha, giá 450k. 450k hàng này. Tiền nào của đấy nha mọi người nha, hàng đúng chất lượng giá 450k thì đương nhiên là 1 2 3 4 5, 5 cặp lá nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Mã số 68 giá 430k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn. Ngoài ra 10 khách hàng đầu tiên chia sẻ đặt hàng trên live á, mà chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng kèm một chậu lan như thế này nha mọi người, tặng kèm một chậu lan như thế này. Tính ra là 430k là được hai chậu lan như thế này nha mọi người nha. Anh chị đặt hàng bên em á là bên em giao cả kệ gỗ như thế này nên mọi người cứ yên tâm nha, đảm bảo chất lượng cho mọi người vì cái rễ á, nó sẽ bám chặt trong cái giá thể như thế này, không có giống như hàng bóc tách ở ngoài nên sợ mấy anh chị mà mới chơi lan á không có biết nhiều về kỹ thuật là em sợ nó cái tỷ lệ sống nó không có cao, nhưng mà hàng bên em bán á là bán cả chậu gỗ như thế này đảm bảo chất lượng luôn ha mọi người nha. Em chào anh Phạm Kha nha. Mọi người muốn đặt hàng như thế nào là cứ comment lên đây giúp em ha mọi người. Ngoài ra bên em đang chơi mini game, mọi người cứ số CD mini game là muốn đặt. Rồi ok mọi người, đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn nha mọi người nha. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người, đỏ đốm hoặc là màu bò sữa. Mã 68 giá 430k miễn phí vận chuyển, đặt hàng trên live, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Mọi người yên tâm cứ mua hàng bên em nha, hàng bên em đảm bảo là hàng chất lượng. Thứ nhất là hàng bên em là hàng Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người. Mua hàng bên em thứ nhất là được miễn phí vận chuyển, được tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này.
Ngoài ra nếu mà chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Còn anh chị nào mới chơi lan mà chưa biết nhiều về kỹ thuật là cứ bên em sẽ có hỗ trợ kỹ thuật miễn phí nha mọi người. Cứ liên hệ về cái số hotline bên em là 0329028744 nha mọi người, 0329028744. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha, mã số 68, giá 430k miễn phí vận chuyển ạ. 430k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. 5 cặp lá nha mọi người nha, gồm 5 cặp lá, lá chân vẫn còn nguyên luôn nha mọi người. Lá chân vẫn còn nguyên đầy đủ như thế này đây. Đây mọi người xem lá chân giúp em nha, lá chân bên đây vẫn còn nguyên luôn ạ. Đây, lá chân đây nha mọi người. Rồi, anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em, 430k kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm. Phân này là phân của Nhật nha mọi người. Phân là thông minh tan chậm của Nhật. Mọi người chỉ cần để nguyên cái túi lọc trà này vào chậu lan như thế này là mọi người đi nước vô là hả, phân nó sẽ tự tan. Cây lan nó sẽ tự hút thì tùy theo cái độ hút ẩm và cái hút chất dinh dưỡng của cây lan cần thiết nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Mã số 68 giá 430k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 68 430k nha mọi người. Rồi em chào anh Lê Tùng nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình. Mã số 68 giá 430k miễn phí vận chuyển. Anh chị hiện tại em vẫn đang chơi mini game nha mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em và đón hai số series cuối giúp em. Nếu mà trùng đáp án thì bên em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Tặng chậu lan 1 năm tuổi như thế này. Tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này nha mọi người ơi. Đón hai trùng khớp hai số series cuối giúp em. Mọi người nhớ tắt tên bạn bè vào đây chơi mini game với em nha mọi người ơi. Rồi tiếp theo em lên mã khác cho mọi người nha. Mã số 66 250k nha mọi người. Mã số 66 250k. Mã số 66 250k nha mọi người. Ba cặp lá như thế này. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa, màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa. Đặt hàng trên like, chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi cho mọi người nha. Tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này. Anh chị đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người ơi. Hàng bên em là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha. Đây, mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này đây. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Anh chị có muốn mua lan như thế nào thì cứ comment trực tiếp cho em ha. Giờ này còn cái Facebook nó hay bị lỗi, nhiều khi anh chị comment em không có thấy được á. Anh chị nhớ cho em xin một chấm tương tác cho mọi người ơi. Anh chị ơi, mini cam vẫn còn ha, mình cứ comment số đi ạ. Khi nào kết thúc thì bên em sẽ kiểm tra và ai comment trúng đầu tiên thì bên em sẽ dành phần quà cho người đó ạ. Rồi, mọi người đón giúp em hai số series cuối giúp em nha, hai số series cuối nha mọi người nha. Rồi, mã 66 250k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển, gồm 3 cặp lá. Năm vừa rồi đã ra một ngọn bông rồi mọi người ơi. Năm nay mọi người mua về chăm sóc nữa, năm nay là Tết năm 3 hoặc 4 ngọn bông để cho mọi người chơi Tết luôn ha.
đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Mã số 66 250k, miễn phí vận chuyển ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Anh chị nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người ơi. Mã 66 giá 250k, miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Ngoài ra anh chị nào có muốn xem, muốn mua những sản phẩm như thế nào thì comment trực tiếp giúp em. Em chào anh Khánh Hoàng ạ. Rồi em chào 20 anh chị đang xem live với em ha. Mọi người cứ comment hai số series cuối giúp em nha. Trúng như thưởng là bên em sẽ cuối chương trình á, bên em sẽ thông báo kết quả và tặng cho người nào có comment đúng nha mọi người nha. Comment đúng với hai số series cuối này. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã 66 250k miễn phí vận chuyển ạ. 250k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 250k miễn phí vận chuyển ạ. Tiếp theo đây em lên một cái combo mới cho mọi người nha. Combo giá hot ha mọi người. Rồi tiếp theo đây em lên cái combo mới nha mọi người. Cái combo rồi combo 1, combo đầu tiên nha mọi người, gồm 4 cây 500 ngàn nha mọi người. 4 cây như thế này 500 ngàn. Lâu lâu em mới quên lên combo đó mọi người ơi, ủng hộ em đi mọi người ơi. Mã số combo 1, 4 chậu 500k nha mọi người. 4 chậu 500k, miễn phí vận chuyển luôn. Ngoài ra anh chị nào đặt hàng trên live, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng. Này Khánh Hoàng có chốt đơn không? Có. À, anh chị chốt đơn bên em thì anh chị để ý giúp em nha. Tại bên em giao hàng cũng hơi lâu, do là Lan được chăm sóc tại vườn nên bên em vẫn còn tưới nước, nên Lan bọn em sẽ để khô ráo rồi bên em mới đóng thùng. Rồi cái combo số 1 nha mọi người nha. Khoảng ngày 2 ngày đấy anh chị ạ. À. Combo số 1 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. À. Những anh chị nào ở gần như trong miền Nam thì tầm 3 ngày, 4 ngày là Lan sẽ được chuyển đấy ạ. Còn ở người miền Bắc thì lâu hơn chút ạ. Bên em thì ship code nhanh thì khi mà bên nhận hàng nhận được thì người ta chuyển trong vòng tầm khoảng 3 ngày là đến anh chị ạ. Anh chị cứ yên tâm ạ. Chứ không phải là bên em đóng thùng để lâu cho anh chị. Rồi combo đầu tiên nha mọi người. Combo 1 gồm 4 cây như thế này 500k. 4 cây 500k nha mọi người. Tặng kèm thêm phân thông minh tan chậm như thế này. Ngoài ra đặt hàng trên live, chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. 4 cây như thế này 500k nha mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Đây hàng bên em là hàng đảm bảo chất lượng ha. Rễ bám chặt trong giá thể như thế này nè mọi người. Đây rễ bám chặt trong đây mọi người cứ yên tâm ha. Không có sợ nó bị lệch lạc đi đâu hết á. Không có sợ nó bị bóc tách ra nó sẽ hư như thế nào. Dạ em chào anh Hải nha. Em chào anh Hải ạ. Rồi mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Combo số 1 gồm 4 cây như thế này, giá 500k. Ngoài ra chia sẻ trên hội nhóm nha mọi người. Chia sẻ trên hội nhóm, tặng thêm một cây nữa là tính ra là 500k là được 6 cây như thế này nha mọi người. 500k được 6 cây. Combo số 1, anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Nhớ tag bạn bè vào đây chơi mini game với em ơi nha. Mọi người ơi, em vẫn còn đang chơi mini game nha. Đón hai số series cuối giúp em nha mọi người. Đón hai số series cuối giúp em ạ. À. Combo 1 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Anh chị nhớ chia sẻ trên trang cá nhân và chia sẻ vào hội nhóm em. Ngoài ra 10 anh chị đầu tiên đặt hàng trên live, chia sẻ vào hội nhóm trên trang cá nhân, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người.
tặng kèm theo một chậu lan 1 năm tuổi nữa ạ. Có kiến không em? Dạ anh Tùng Lê ơi, có hàng lá kiến nha anh nha. À, anh đợi em một xíu ạ. Mọi người nhớ comment 2 số story cuối giúp em nha. Hứa Hải kêu em anh Đông bữa nào về nhà lấy về cho anh 2 cây 200k. Dạ. Anh Hứa Hải anh chốt cây nào anh? Đã, anh chốt cây nào đi em gửi tận nơi tí anh luôn nha. Hiện tại anh Đông ở đây rồi, anh Đông chưa có về được. Đây một cây lá kiếm đây ạ. Đây em lên cái cây lá kiếm hay yêu cầu của anh Tùng nha, anh Lê Tùng. Cây màu trắng. Cây màu trắng nha mọi người nha, 350k hàng lá kiếm, mã số 23 nha mọi người. Mã số 23, đây kích thước lá như thế này nha mọi người. Đây kích thước lá như thế này nha, hàng lá kiếm này ạ. Cái mọi người đặt hàng bên em là em giao nguyên cả kệ gỗ như thế này luôn nha mọi người. Giao cả kệ gỗ luôn nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha. Anh Hải ơi, anh cứ đặt hàng bên em đây là bên em là sẽ giao miễn phí vận chuyển nên anh cứ yên tâm ha. Còn anh Đông thì anh Đông đang túc trực ở đây rồi, hiện tại chưa có về được nên chưa có đi giao hàng được nha anh. Mã số 23 giá 350k miễn phí vận chuyển ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. Rồi anh chị nào mà đặt hàng trên live chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người nha. Ngoài ra có combo số 1 nha mọi người, combo số 1 giá 4 cây như thế này 500k, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. Rồi chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em tặng thêm một cây nữa là tính ra là 5 cây 500k anh chị nha. Giá rất là ok. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Combo số 1 giá 500k, chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân em tặng thêm một chậu nữa cho mọi người nha. Đây. Rồi anh Tùng Lê ơi. anh Hải anh cứ chốt mẫu nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha. Rồi anh Tùng Lê, hiện tại em có một cây lá kiếm nữa này anh, giá mã số 8 giá 330k nha anh nha. Đây hàng lá kiếm 1 2 3 4, 4 cặp lá nha anh nha, 5 cặp lá ở đây còn cặp lá chân nữa nè. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em, mã số 8 giá 330 miễn phí vận chuyển. Anh Tùng Lê, anh cứ đặt hàng thì để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha anh Tùng ơi. Mã số 8 giá 330k. Anh Phong Nguyễn, dạ hàng bên em là hàng rất đảm bảo chất lượng mà vừa túi tiền, giá cả hợp lý nha anh chị nha. Thấy gần nhà khi nào Đông về hay Tùng về cho anh cũng ok mà ship. Anh yên tâm nha, bên đây là bên em á hả, có nguyên một đội ngũ đóng gói cẩn thận lắm anh nha. Không đóng hàng ok lắm anh. Đóng em hàng đóng là bên đây em ngoài có Bắc được mà anh. Khách hàng bên em là tại ở ngoài Bắc Hà Nội đồ cũng mua hàng á, em chuyển cái hàng tới là đảm bảo là không bị gì nhiều, hết nhiều nha. Anh chị đặt hàng trên live sau kêu là lan đến lan giao đến rất là chậm nha, nhưng mà do là bên em cũng phải đảm bảo cây lan nó đủ điều kiện đóng thùng thì bên em mới đóng thùng gửi cho anh chị ha, chứ không phải bên em là cứ. Rồi em chốt đơn cho chị Tuyết Anh combo số 1. Rồi ok. Combo số 1 em thấy chị Tuyết Anh nha, em chốt cho chị Tuyết Anh ạ. Rồi chị Tuyết Anh, chị chia sẻ giúp em nha, chia sẻ giúp em rồi em tặng cho chị thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha chị nha. Đây ạ, chị Tuyết Anh ạ. Rồi tặng cho chị một, chị chia sẻ giúp em là em tặng cho chị cái chậu này nha. Anh chị thấy lan đẹp mà anh giới thiệu, chị nhiều giới thiệu cho bạn bè mình cùng nha. Đây xem lan. Dạ ok anh ơi, anh cứ giới thiệu rồi cứ giới thiệu bạn bè xuống đây giúp em nha. Bên em là bán hàng rất là ok nha, giá cả rất là hợp túi tiền luôn ạ. Không những người trong
Lan này được trồng tại hàng Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người nha. Ủa số điện thoại gì nè hả ta? 076 076 7500. Mình sáng nhà lạnh quá nè. Combo 1. Rồi em chốt combo 1 cho chị Tuyết Anh rồi. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại hoặc là muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha mọi người. À, mã số 8 giá 330k miễn phí vận chuyển. Đây hàng lá kiếm cho mọi người nha. Kích thước lá mọi người xem giúp em nha. Đây kích thước lá. Lá rất là dày dặn luôn nha mọi người. 4 ngón tay của em vừa. Đây combo khủng. Khủng. Rồi em lên thêm một cái cây khác nha mọi người. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mãi cho em là em sẽ có đơn cho mọi người liền. Rồi cái này gồm 7 cặp lá nha mọi người nha. 7 cặp lá luôn. Đây mã số 61 giá 550k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm. Bên em sẽ dành ra 10 xuất hàng đầu tiên tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Anh chị nhớ tag tên bạn bè vào đây xem chơi mini game với em nha mọi người. Comment 2 số cuối giúp em. Comment 2 số cuối giúp em nha mọi người. Comment 2 số cuối giúp em là giải thưởng là một chậu lan như thế này nha mọi người. Một chậu lan như thế này. Mọi người comment 2 số cuối và chia sẻ cái like này giúp em thì em sau cuối chương trình là em sẽ kiểm tra có khách hàng nào mà trúng cái hai số series cuối là em sẽ tặng cho mọi người một chậu lan như thế này nha. Rồi mã số 61 giá 550k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. 7 cặp lá nha mọi người. Gồm 7 cặp lá. Lá chân vẫn còn nguyên vẹn như thế này nha mọi người. Đây lá chân rất là nhiều luôn. Còn đầy đủ luôn nha mọi người nha. Đây. Rồi em chào chị Anh Lê nha. Đây lá chân vẫn còn đầy đủ nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm. Em lên đơn cho mọi người nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Ngoài ra anh chị nào có ra chậu mít không? Có nha anh. Anh Nguyễn Xuân Thủy có nha anh. Anh đợi em một xíu. Rồi trên tay em là mã số 50, 61 nhiều lắm anh à. Giá 550k miễn phí vận chuyển. 550k miễn phí vận chuyển nha mọi người ơi. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn. Giống em nhập từ bên Thái về và được trồng tại Việt Nam nên bên em chăm sóc rất là kỹ ạ. Cây lá rất là to ạ. Đây mọi người nha, bên em là nhập những cây mô như thế này này. Cây mô như thế này về là thuần ra trồng ra được như thế này nha mọi người. 2 năm mấy luôn á. Nếu anh chị có điều kiện anh chị có thể ghé thăm vườn em tại 107 Đình Quán Đồng Nai ạ để tham quan ạ. Tại vườn bên em là diện tích là 1 ha. 10.000 mét vuông nha mọi người nha. Có. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nhớ chia sẻ tag tên bạn bè vào chơi mini game với em nha. Tag tên bạn bè chơi chia sẻ và chơi mini game với em đón hai số series cuối giúp em nha mọi người nha. Rồi em lên hàng cây lá mít cho anh Nguyễn Xuân Thủy nha. Hàng lá mít cho anh. Mã số 71 giá 450k. Hàng lá mít và giá 450k thôi nha anh. Đây cái này là màu trắng nha anh. Cái này là màu trắng. 1, 2, 3, 4 4 cặp lá, 5 cặp lá nha anh nha. Lá chân vẫn còn nguyên đây. Lá chân nha anh. Rồi lá chân như đây. Rồi năm vừa rồi đã ra 2 ngầm bông rồi. Cái này là nếu mọi người mua về là Tết em ra 4-5 ngầm bông nữa nha mọi người. Vừa đủ để mọi người chơi Tết luôn ha. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Đặt hàng bên em á là bên em giao cả kệ gỗ luôn nha mọi người. Kèm cả kệ gỗ như thế này. Kệ gỗ như thế này, chậu gỗ như thế này làm bằng cây bú sữa nha mọi người. Khi mọi người mua chậu lan như thế này về mọi người không cần phải ghép đâu nữa. Mọi người chỉ cần treo lên và tưới nước. Rồi bên em cũng tặng kèm các anh chị là một túi phân tan chậm. Mọi người chỉ cần treo lên và bỏ phân vô và đi nước là ok rồi nha mọi người nha. Còn ngoài ra mọi người muốn hỗ trợ kỹ thuật thì cứ liên hệ bên em ha. Bên em hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho mọi người luôn. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Đây mọi người xem rễ giúp em nha. Rễ đây.
phát triển rất là tốt nha mọi người nha. Đây rễ là vẫn còn xanh tươi luôn, lá vẫn là dày dặn luôn nha mọi người. Đây kích thước lá mọi người xem giúp em nha, kích thước lá đây, lá rất là to. Đây bốn ngón tay của em nha mọi người nha. Ngoài ra anh chị nào đặt hàng trên like hoặc chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan nha mọi người. Đây cây lan to quá che mất luôn em rồi mọi người ơi. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. 450k cho một cây châu mít. Cái này lá xếp luôn nha anh chị. Năm ngoái ra được hai ngồng hoa. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. 5 cặp lá nha mọi người, 5 cặp lá, mã số 71, giá 450k, miễn phí vận chuyển luôn. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Cái này là màu trắng nha mọi người, màu trắng à. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 71. Rồi tiếp theo em lên một cái sản phẩm khác, hàng lá mít cho mọi người nha. Anh Xuân Thị có đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em nha. Rồi anh chị xem like nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người. Nhớ tag tên bạn bè vô chơi mini game với em nha. Đón hai số series cuối giúp em ạ. Đón hai số series cuối giúp em nha. Giải thưởng là một chậu lan 1 năm tuổi như thế này nha mọi người. Chậu lan 1 năm tuổi như thế này nha mọi người nha. Rồi em lên cây mã số tiếp theo nha mọi người nha. Đây đâu rồi? Mã 6 không có giá, 380. Mã số 6 giá 380 nha mọi người. Mã số 6, 380. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người. Đỏ đốm hoặc là màu bò sữa. Đây kích thước lá như thế này nha mọi người nha. 4 ngón tay của em luôn nha. 4 ngón tay luôn nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình. Nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người. Tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi với điều kiện chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Rồi đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn. Mã số 6 giá 380k, màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người. Đỏ đốm hoặc màu bò sữa. Anh chị có muốn mua những cái sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha. Comment trực tiếp lên đây giúp em. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Đây hàng bên em là hàng chất lượng nên mọi người cứ yên tâm. Hàng bên em là hàng Thái thuần tại Việt Nam. Hiện tại vườn của em đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Mọi người có muốn đến tham quan vườn thì cứ liên hệ vào số hotline là bên em sẽ chỉ đường cho mọi người nha. 0329028744 nha mọi người. 0329028744 nha mọi người ơi. Anh chị xem like cho em xin một chấm tương tác nha mọi người ơi. Dạo này Facebook nó hay bị ẩn comment á, nhiều khi anh chị comment mà em không có thấy được á, nhớ tương tác giúp em nha, tương tác với em ạ. Ngoài ra nhớ chơi mini em cùng em nè mọi người ơi. Đón hai số series cuối giúp em nha. Đón hai số series cuối giúp em. Trên tay em là mã số 6 giá 380k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. 380k, mã số 6 nha mọi người. Mã số 6 ạ. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người ơi. Mã số 6, mã số 6 giá 380k nha mọi người. Mã số 6 380k. Tiếp theo đây em lên một cái mẫu hot cho mọi người nha. Đây em lên cái mẫu một chậu như thế này mà hai thân. Hai thân là hai màu luôn nha anh chị nha. Hai thân hai màu.
giá có 350k thôi ạ. Giá 350k, ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, bên em tặng thêm một chậu như thế này. Tính ra là hai chậu như thế này có 350 à. 350 mà được hai chậu ba thân như thế này là hai màu nữa thì quá rồi, ok rồi nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm lên bên đơn cho mình luôn nha mọi người. Mã số 41, 350k, chậu 2 cây nha mọi người. Chậu 2 cây như thế này. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một cây nữa nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan như thế này nên. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Mã số 53, 41, 350k, một chậu 2 thân. Em chào anh Phúc An Khang nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Anh Tuấn Tình nha. Rồi anh cây đẹp rồi, anh cảm ơn anh Phúc An Khang nha. Cái mã trên tay em là mã số 41, giá 350k, gồm một chậu 2 cây nha mọi người. Một chậu 2 cây. Ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một cây nữa. Tính ra là 350k mà được 2 chậu 3 cây nha mọi người. Giá rất là ok luôn. Ngoài ra em tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi ơn. Ngoài ra em tặng thêm một cái bịch phân thông minh tan trọng. Phân này là phân của Nhật nha mọi người. Mọi người cứ để nguyên cái túi lọc trà này, bỏ vô chậu lan và cứ đi nước vô thì cây lan nó sẽ hút chất dinh dưỡng và hút ẩm tùy theo cái độ cần thiết của cái cây lan nha mọi người nha. Mọi người có muốn hỗ trợ về kỹ thuật như thế nào thì cứ liên hệ bên em hỗ trợ miễn phí luôn nha mọi người, cứ yên tâm ha. Hàng bên em là mọi người chỉ cần treo lên và chơi thôi, chứ không có cần chăm sóc gì nhiều. Tại vì bên em đã chọn lọc những cái mẫu mà sàng lọc kỹ lắm rồi, bên em mới đưa ra những sản phẩm tốt, giá ok để bán cho mọi người nha mọi người nha. Mã số 41, giá 350k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Mã số 41, giá 350k, miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. Mã số 41 ạ, 350k. Anh chị xem like nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, tag tên bạn bè vào. Em chào anh Tuấn Tình, em chào anh Phương Trương Phương nha. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game mọi người. Chọn hai comment hai số series cuối giúp em nha, comment hai số series cuối giúp em. Giải thưởng là một chậu lan như thế này nha mọi người. Một chậu lan như thế này, mọi người comment hai số series cuối giúp em, tag tên bạn bè vào đây chơi giúp em nha. Tìm anh chậu. Tìm anh 300k nhé em. Rồi ok anh Tùng Lê. Cây tính anh 300k. Hả? Tính anh 300 hả? Dạ không anh ơi, bên em là bán giá vậy là ok lắm rồi, 350k bên anh ơi. Ship rồi. Phi ship cho anh rồi, dạ. Anh còn chia sẻ lên em tặng em thêm một cây nữa là giá này là không có đâu bán vậy đâu anh ơi, 300k thì tội em lắm anh ơi. Bên em đóng theo chậu gỗ nên nó phí nó chuyển hơi cao nha anh. Này, em đóng là đóng nguyên cả cái chậu gỗ như thế này luôn nè. Tiền vận chuyển là tốn rất là nhiều bên em rồi ha. Rồi ngoài ra em tặng thêm anh cái chậu bịch phân thông minh tan chậm như thế này nè. Rồi anh chia sẻ em tặng thêm một cây như thế này đó, giá là 350k là quá ok rồi anh nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Một chậu hai thân như thế này giá chỉ có 350k thôi anh ơi. 350k nha mọi người, đặt hàng để lại số điện thoại giúp em. Nhớ chia sẻ vào hội nhóm, nhớ chia sẻ trên trang cá nhân chế độ công khai. Em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Em chỉ dành ra 10 suất đầu tiên cho khách hàng đặt trên live thôi nha mọi người. Nên mọi người đặt hàng thì nhớ chia sẻ giúp em nha. Em chỉ dành ra 10 suất thôi ạ. Rồi, mã số 41 giá 350k nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn nha.
mở hàng cho đẹp đi em. Dạ không anh ơi, cái này là 350k nha anh nha. 350k anh để lại số điện thoại giúp em, anh chốt hàng nha. 350k. Nếu mà anh muốn mua cái chậu nào 300k thì em cũng có cái chậu 300k, nhưng mà hả, tiền nào của đó anh nha. Hàng bên em là đảm bảo chất lượng, hàng 350 nó khác, còn hàng 300k nó khác nha anh nha. Hàng anh cứ mua thử một cây về đi, bảo đảm chất lượng luôn nha anh nha. Hàng cây như thế này đây, hai chậu hai thân như thế này mà giá có 350 thì còn gì nữa anh ha. Đây 350 thôi nha, hai thân như thế này, hai thân mà là hai màu, một cái là màu một cái là màu màu trắng, một cái là màu bờ sữa. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Tùng Lan hình như cũng chốt một đơn của bên mình rồi. Chưa, chưa, em không có ấn tượng. Tại vì anh hỏi là anh nhắn tin hay sao? Anh nói đặt mở hàng mà, đặt mở hàng mà. Có một anh Tùng nhưng mà không phải anh Tùng Lê. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha, em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 41 giá 350k miễn phí vận chuyển nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình. Ngoài ra 10 anh chị đặt hàng trên like, chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Mã số 41 giá 350k. Nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này. Rồi ngoài ra anh chị nào có muốn mua những cái chậu lan như thế nào, giá 200, 300, 500 như thế nào thì cứ inbox qua hoặc là comment trực tiếp qua đây nha. Xuân thì mình chốt quá. Hả? Xuân thì mình chốt là có cái gì nữa rồi. Anh Phương ơi, mình chốt mình để lại anh Phương Hoàng Minh, anh Phương Minh Huynh á, anh chốt cái mẫu nào thì cho em cái mã cộng với số điện thoại giúp em ha. Tại vì comment nó hay bị mất. Yeah. Bị ảnh nó chạy trước lên trên. Mới comment một chút. À cái mẫu này là mẫu 350. Mã số 41 350k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại giúp em nha. Chốt rồi sao không thấy Phương Huỳnh Minh. À chốt 350k. Hình như anh Phương Huỳnh Minh ạ. À, hình như em thấy quen quen nè. À anh chốt. Hình như có phải là anh là khách cũ mình mà. Rồi anh Phương Huỳnh Minh chốt cái mã 41 đúng không mọi người? Trang đầu. Trang đầu nè. Em nhớ cái avatar này quen lắm. Chắc mẹ giờ like quá luôn. Có combo nào rẻ không em? Dạ có anh Tuấn Tình nha, anh đợi em một xíu. Anh Phương Huỳnh Minh, anh để lại cho em số điện thoại nữa nha anh. Tại vì comment nó bị ẩn em không có thấy. Anh để lại số điện thoại em chốt cho anh cái mã 41 350k ha. Trang. Ừ. Nó chạy thêm một trang nữa. Chạy trang nào nữa? Chắc do anh Sơn chưa sợ. Chắc vậy có tổ chức buổi làm xung nhiều. Anh kiếm cho em một cái combo khác nha. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Cái chậu 41 em để cho anh Phương Huỳnh Minh mà anh để lại số điện thoại giúp em nha. Rồi em thấy số điện thoại của anh Phương Huỳnh Minh rồi, chốt cho anh mã 41. Đi tên này.
cây em sẽ để khô và sáng chiều mai em đóng ạ. À. Anh Phương Hùng Minh. Nhà anh không có rào sợ mốt hả? Anh kêu chỗ nào mát mát á anh. Mát mát thì nhớ tưới nước nó là được rồi, không sao đâu nha. Cái này phải có nắng, nắng 70-80% cây mới phát triển tốt nha anh chị. Mát quá là cây nó không đi luôn á. Anh Phương Hình Minh có chia sẻ không ta? Có chia sẻ. Chia sẻ rồi em tặng cho anh Phương Huỳnh Minh một chậu lan 1 năm tuổi như thế này nha, chậu lan 1 năm tuổi này thế này nha, đây nha mọi người. Rồi anh lấy cái combo cho anh Tuấn đi. Ngoài ra bên em còn đang chơi mini game nha mọi người. Comment 2 số series cuối giúp em. Comment 2 số series cuối giúp em. Giải thưởng là một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người ơi. Chắc vậy á, mình không có nhớ à. Lấy một cái combo khác này, combo nào rẻ rẻ. Anh chia sẻ rồi đó. Dạ em chia, em thấy anh chia sẻ rồi nha anh Huỳnh Minh nha. Dạ hàng hôm bữa em gửi cho anh chưa? Dạ em gửi hết rồi nha anh nha. Anh chắc tại vì cái dịch Covid nên nó hơi chậm một xíu, chậm khoảng 1-2 ngày. Anh để ý điện thoại nhận hàng giúp em là ok nha anh nha. Ôi bữa ăn tí anh lên đó anh nè Nguyễn Minh Phương nè. Em có thấy có anh Nguyễn Minh Phương. À Nguyễn Minh Phương á. Phải không? À. À đúng rồi này nè nè. Ngày 8 tháng 4 rồi ok có địa chỉ luôn. Ok. Rồi mọi người comment 2 số series cũ giúp em nha. Comment 2 số series cũ giúp em. Giải thưởng là một chậu lan 1 năm tuổi như thế này đây. Một chậu lan 1 năm tuổi đây. Hai cây trắng, hai cây. Anh để cái kia ra cho em cái rổ. Để cái chậu kia ra, cái combo kia ra chị dán lên đi. Nè, dán vô đó. Rồi em tiếp theo lên combo số 2 nha mọi người. Giá 550. À, cây này to hơn cái combo số 1 một xíu nha. Giá 550k nha mọi người nha. Combo 4 cây như thế này. Combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng trên like chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan như thế này. Tính ra là 5 chậu thì giá 550k, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh than chậm như thế này nha mọi người. Phân này là phân của Nhật nên mọi người cứ yên tâm ha. À, ngoài ra anh chị muốn hỗ trợ kỹ thuật như thế nào thì cứ liên hệ inbox trực tiếp qua bên em hoặc điện thoại và số hotline 0329028744 nha mọi người. Combo số 2, combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển nha anh chị ơi. Đây, combo giá rất là ok nha mọi người ha. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình. Combo số 2 giá 550k, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng. Anh chị nào đặt hàng trên like chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa ạ. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại trên like giúp em nha. Để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. Combo số 2 to hơn cái combo số 1, giá là 550k miễn phí vận chuyển, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Anh chị nào chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người. Ngoài ra em vẫn đang tròn chơi mini game. Mọi người comment 2 số cuối giúp em. À, comment 2 số số cuối giúp em nha mọi người. Tag tên bạn bè vào đây chơi mini game với em nha mọi người ơi. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. Combo số 2 mà, combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển nha mọi người.
550k miễn phí vận chuyển. Anh chị muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây ha, em sẽ chốt theo yêu cầu của mọi người nha mọi người ơi. Dạ, nhà anh không có rào, khi mất thì anh cứ báo bên em à, bên em còn nhiều lan lắm. Bên em còn nhiều lan, mất cái này có cái khác anh nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em ha. Combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển. Combo số 2 gồm 4 chậu nha mọi người, 4 chậu như thế này đây. À, chậu được bám chặt trong giá thể luôn, nên mọi người cứ yên tâm ha, dễ đây, bắt đầu phát triển. Bên em là bán nguyên chậu như thế này nha mọi người, đảm bảo chất lượng, đảm bảo rễ bám chặt trong giá thể luôn nha, không bán hàng bóc tách như ngoài nha mọi người nha. Em không lấy được cái like kìa. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Hàng này là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm nha. À, vườn của em là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại hoặc là muốn tham quan vườn thì cứ liên hệ với số hotline bên em. Bên em sẽ chỉ đường cho mọi người tới xem nha. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người ơi. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn nha mọi người ơi. À, combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển gồm 4 chậu nha mọi người. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em tặng thêm một chậu nữa là 5 chậu giá 550k nha mọi người ơi. Giá rất là ok luôn mọi người ơi, 550k gồm 4 chậu cộng tặng thêm một chậu nha mọi người ơi. Chốt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Nhớ tắt tên bạn bè vô đây chơi mini game với em nha. Tết tên bạn bè vô đây chơi mini game với em, comment hai số cuối giúp em nha. Trùng là bên em sẽ tặng một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Giải thưởng là một chậu lan 1 năm tuổi nha. Không cần chốt đơn là cũng được nha mọi người nha. Rồi, combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cái trời ơi, để bóc số mà. Từ từ. Anh nhờ anh xin gì comment nha. Còn lại lâu quá. Còn nhiều cơ hội cho anh chị mà, anh chị cứ comment số đi nha mọi người nha. Combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Đây là cây thứ nhất cho mọi người. Đây cây thứ hai. Đây cây như thế này nha mọi người nha. Cây rất là dày dặn luôn mọi người ơi. Lá rất là ok, xanh mướt luôn nha. Đây hai cây nữa nha mọi người. Đây hai cây nữa. Rồi, combo số 2 giá 4 cây giá 550k miễn phí vận chuyển. Chia sẻ trên like hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu nữa là 5 chậu. 5 chậu giá 550k tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng nha mọi người ơi. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng nữa ạ. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ha. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. 550k miễn phí vận chuyển. Anh chị muốn mua những sản phẩm như thế nào, lan như thế nào, mấy cặp lá thì cứ comment trực tiếp trên like giúp em nha. Em chốt đơn theo mọi người luôn ạ. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người ơi. Combo số 2. Combo số 2 giá 550k miễn phí vận chuyển luôn mọi người ơi. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Rồi em lên mã tiếp theo cho mọi người nha mọi người.
Mọi người nhớ comment hai số series cuối giúp em, comment hai số series cuối giúp em. Giải thưởng là một chậu lan 1 năm tuổi như thế này nha mọi người nha. Nhớ chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân chế độ công khai giúp em nha mọi người nha. Mã số 71 nha mọi người, mã số 71 giá 450k miễn phí vận chuyển. Mã số 71 450k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Lá rất là dày dặn luôn nha mọi người. Mã số 71 450k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Kích thước cây, kích thước lá như thế này nha mọi người ơi. Kích thước lá như thế này nha mọi người nha. Bốn ngón tay em còn dư lá nữa nè. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người nha. Rồi mã số 42 giá 340.000 đặt hàng trên like để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. 1 2 3 4 5 cặp lá nha mọi người nha, gồm 5 cặp lá, lá chân vẫn còn nguyên. Đây lá chân này mọi người xem giúp em, lá chân vẫn còn nguyên luôn nha. Rồi lá chân còn nguyên như thế này. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Cái này là màu đỏ đốm nha mọi người. Màu đỏ đốm. Màu trắng chấm tím nha mọi người nha. Này là màu trắng chấm tím. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại gọi mã sản phẩm em lên đơn luôn ha. Màu trắng chấm tím. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại gọi mã sản phẩm em lên đơn luôn ạ. Màu trắng chấm tím nha mọi người ơi. Mã số 42 340k miễn phí vận chuyển. 300 Việt Nam nha anh nha, hàng Thái thuần tại Việt Nam anh nha, anh Trần Đức Cương nha. Cái này là mã số 42 giá 340k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Miễn phí vận chuyển nha mọi người ơi, đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn luôn ạ. Mã số 42 340k miễn phí vận chuyển nha, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Ngoài ra 10 anh chị đặt hàng trên like, chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân, em tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Một bịch phân thông minh tan chậm như thế này đây mọi người ơi. Phân này là phân của Nhật. Cái này là phân thông minh tan chậm nha mọi người. Mọi người cứ về và hả treo lên, bên em bán là bên em đi nguyên một chậu như thế này nha. Cái này là một chậu gỗ, như thế này là chậu gỗ làm nhà chậu vú sữa nha mọi người nha. Mọi người em có tặng kèm theo một bịch phân như thế này, mọi người cứ về và bỏ vào đây và đi phân đi nước vô là hả, đi nước vô là hả, cây nó sẽ tự hút ẩm, tự hút chất dinh dưỡng tùy theo cái độ cần thiết của cây lan nha mọi người nha. Năm vừa rồi đã ra 2 ngọn bông rồi, nên 3 ngọn bông luôn nha mọi người. Năm vừa rồi ra 3 ngọn bông rồi. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn nha. 5 cặp lá nha mọi người nha. 5 cặp lá giá 340k, mã số 42. Bỏ được 2 lần nha. Tầm khoảng 2 tháng, 3 tháng bỏ lần. Rồi mọi người cứ đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Mã số 30
42 340k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Nhớ chia sẻ bạn bè vào chơi like. Chốt kèm khuyến mãi một chậu lan 1 năm tuổi. Ok anh Trần Đức Cương, anh chia sẻ cho em đi ạ. Ê, 300k nè. Chậu này 340. Anh ơi, chậu này 340 nha anh nha. Nếu mà anh chia sẻ trên trang cá nhân thì em tặng thêm một chậu lan nữa. Cái chậu này 340 lận ạ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cặp lá lận nha anh. Này 340 nha anh hai, anh Trần Đức Quang ơi. Trần Đức Cương, anh Trần Đức Cương, giá là 340k miễn phí vận chuyển nha anh. Anh đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. 340k nha mọi người ơi. Em là bên em là đã miễn phí vận chuyển nè, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tăng trọng rồi. Bên em còn tặng thêm một chậu lan nữa nên là giá này 340k nha mọi người nha. 340k mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. Ok anh chốt hàng để lại cho em số điện thoại cùng mã sản phẩm nha anh nha. Chốt hàng để lại cho em số điện thoại cùng mã sản phẩm giá 340k, mã số 42 nha. Cho em số điện thoại nha anh Cương ơi. Chưa, em chưa thấy cái điện thoại. Ok, nhưng mà chưa thấy điện thoại. Quan trọng là số điện thoại. Sau khi anh chị để lại số điện thoại, sau khi kết thúc live thì bên em sẽ liên hệ với anh chị ha. Rồi anh cho em xin số điện thoại nha anh ơi. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Thì anh nãy mới chốt luôn á. Anh nãy mới chốt hàng bên mình đó. Anh Trần Đức Cương cho em xin số điện thoại nha anh ơi. Rồi tiếp theo lên một mã nữa nha mọi người nha. Mã số 59. 59 350k miễn phí vận chuyển luôn. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người. Đỏ đốm hoặc màu sữa. Bò sữa 1, 2, 3, 4. 4 cặp lá to nha mọi người. Lá mít luôn. Combo này có combo này hãy ghép vào cây đường nha anh nha. Cái này ghép đường nha anh. Rồi mọi người xem cái kích thước lá giúp em nha. Kích thước lá 350k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 59 giá 350k. 350k đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Nhớ chia sẻ trên chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Ngoài ra mà giá 350k, mã số 59 là em tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc vào hội nhóm là em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người nha. Chốt đơn cứ để lại số điện thoại cho em là ok ha mọi người. Mình còn combo 400 không bạn? Combo 400 á anh. Combo 400, anh lên một cái combo 400 cho em đi. Combo 400.
Anh đợi em một xíu nha. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. À, mã số 59 giá 350k, 350k miễn phí vận chuyển. Là anh Tuấn Tần là anh muốn ai mua một cái combo mà 400 mà về đặng ghép á anh, hay là mua những cái chậu như thế này anh? Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Anh Trần Đức Cương cho em số điện thoại nha anh nha. Mã số 59 giá 350k miễn phí vận chuyển nha mọi người ơi. 350k miễn phí vận chuyển, đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Có combo này. Để. Tại em không biết là ảnh cái combo để về ảnh ghép hay là cái combo nguyên chậu với mình. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. À, mình định về ghép thấy chưa, lấy combo 400 mà về ghép á. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 59 giá 350k miễn phí vận chuyển, 350k miễn phí vận chuyển nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha mọi người ơi. Hai đố một trắng. Hai đố một trắng. Hai đố hai trắng. Rồi anh Tuấn và em hiện tại em có cái combo này là combo số 3 400k. Cái này hai màu đố, hai màu trắng nha anh. Rồi anh đặt hàng thì ok giúp em nha. Hồi nãy anh có một đơn rồi đúng không? Ủa anh tính tình chưa. Rồi đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Combo số 3 giá 400k nha mọi người nha. 400k. Rồi mình rồi hai cây đầu tiên nha anh nha. Đây hai cây đầu tiên như thế này đây. Rồi giá rất là ok luôn mà cây cũng rất là đẹp nha anh nha. Đây cây như thế này nha, hai cây. Rồi muốn chậu này phi ship là hơi căng. Đây bên em phi ship nha anh. Phi ship anh ơi, phi ship luôn. Chốt thì để lại số điện thoại giúp em nha anh nha. Combo số 3 giá 400. Combo số 3 giá 400 nha mọi người. Combo số 3 giá 400. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Anh Tuấn anh có chốt thì ok giúp em nha anh Tuấn nha. Chốt và để lại số combo số 3 và số điện thoại giúp em là được ha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Combo số 3 400. Rồi cho em số điện thoại đi anh Tình ơi. Anh Tuấn Tình ơi cho em số điện thoại ạ. Anh Trần Đức Cương hồi nãy anh có chốt mã bên em đó, anh chốt rồi cho em có số điện thoại bên để em lên đơn cho mình luôn nha anh ơi. Tình cho em số điện thoại nữa là ok ha. Rồi mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Rồi em thấy số điện thoại của anh Tuấn rồi. Anh chốt cái chậu này cho khách. Combo số 3 không? Combo số 3. Anh chia sẻ chưa? Rồi. Rồi anh chia sẻ em tặng em thêm chậu nữa là 5 chậu nha. Chậu này của anh đây, chậu tặng của anh đây.
Rồi ok nha anh nha. Mua 4 được tặng 5. Mua 4 được tặng 5, 5 cây mà có 400 ngàn là quá ok rồi mọi người ơi. Em trên tay em có một cái chậu lan như thế này nha mọi người. Một chậu lan mã số 26 giá 320k. Cái này là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người, trắng hoặc là màu cam. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. 1, 2, 3, 4, 5 5 cặp lá nha mọi người nha. 5 cặp lá, 5 cặp lá ở dưới đây còn lá chân nữa nha mọi người nha. Lá chân vẫn còn nguyên luôn. Đây lá chân nha mọi người. Đó, lá chân như thế này nè. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. Mã số 26 giá 320k, màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người. Màu trắng hoặc là màu cam ạ. Quá ok luôn. Rồi em cảm ơn anh Tuấn nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người ạ. Mã số 26 giá 320k, miễn phí vận chuyển nha mọi người. Miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn. Mã số 26 320k. Anh chị nào đặt hàng trên like á, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan như thế này nữa. Máy tính bị ẩn. Kết thúc like á, anh mới coi nó không bị ẩn. Còn mình đang like thì bị ẩn. Mã 26 giá 320k nha mọi người. À, ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game nha mọi người ơi. Còn chơi mini game không mọi người ơi, tap bạn bè vào chơi giúp em ha. Khoảng 8 giờ rưỡi em chốt nó bán nha. 8 rưỡi em chốt nó bán cho mọi người. Chị ơi, khi bên em đóng hàng thì bên em phải bảo đảm cây nó đã ở tình trạng là khô ráo nha. Thì anh chị thông cảm bên em là hàng nó sẽ đến chậm 4-5 ngày à. Vì bên em để khô ráo thì mai đóng hàng thì tối thì bên nhận bên bưu điện thì nó mới đến nhận hàng ạ. Rồi mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 26 giá 320k, miễn phí vận chuyển ạ. Nhiều anh chị thấy làm bên em giao đến chế quá, những chị gọi điện hỏi thắc mắc ạ. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. Mã số 26 320k. Anh chị mà đặt hàng đã chốt trên like rồi á, thì một tí nữa là bên em sẽ có nhân viên liên hệ với mọi người á. Mọi người nhớ để điện thoại nhận hàng giúp em nha. Anh chị mà không có lên, không có nghe điện thoại, không có xác nhận lần nữa là em không, cũng không có dám lên đơn đâu ạ. Rồi mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 26 giá 320k nha mọi người. À, em chào anh Trần Bảo Vũ, anh Bảo Vũ. Vũ Bảo Vi An. À, Vũ Bảo Vi An rồi. An. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người nha. Có hồng cánh sen không ạ? À? Dạ em không có hồng cánh sen nha anh nha. Dạ hàng này thì phải. Hàng của bên em là chủ yếu là màu đỏ đốm, bò sữa, màu vàng và màu trắng thôi nha anh, không có màu hồng cánh sen. Bên em là bên em là đi hàng Ngọc Điểm Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người nha. Rồi mã số 26 giá 320k, miễn phí vận chuyển như thế này, kích thước như thế này nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, 10 khách hàng đầu tiên em dành ra 10 xuất hàng đầu tiên cho khách nào mà đặt hàng trên like á, chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha. Tặng kèm một chậu lan 1 năm tuổi ạ. À. Ngoài ra bên thơm không bạn? Dạ thơm lắm anh nha. Anh về mua bảo đảm thơm với anh nè. Lan mà không thơm nữa thì đẹp nó đi mất anh hả? Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 26 320k, miễn phí vận chuyển ạ. À. Này lan này, lan kia ra đúng dịp Tết, đúng là mùi thơm cho mọi người, chừng Tết luôn đó mọi người, yên tâm ha.
Mã số 26 giá 320k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. À, tặng kèm thêm một túi phân tan chậm như thế này. Và chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Hàng này là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm ha. Vườn của em là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha. Mua hàng bên em nè, thứ nhất là được tặng phân như thế này nha. À, hỗ trợ kỹ thuật tận tình luôn. Rồi ngoài ra là chia sẻ trên trang cá nhân hoặc hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi đó. Ngoài ra còn miễn phí ship nữa nha mọi người. Giá rất là ok rồi, mọi người cứ yên tâm ha. Mã số 26 giá 320k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 26 320k. À, anh chị nào có muốn mua những sản phẩm như thế nào á, thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha. Comment trực tiếp lên đây thì em sẽ lên đơn cho mọi người. Hôm nay có vẻ anh chị không thích lắm biết. Nhưng mình đã biết rằng hôm nay lên những cái mẫu hàng giá rẻ cho mấy mọi người lên đi. Rồi anh chị xem like nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha. À, nhớ tương tác với em, dạo này Facebook nó hay bị ẩn comment nên nhiều khi em không có thấy được comment của mọi người á. À, trên tay em là mã số 26 giá 320k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 320k miễn phí vận chuyển. Rồi em lên đơn khác cho mọi người nha. Các anh nãy để lại số điện thoại chưa? Mình đi xem à, không anh chẳng biết chưa quên. Em lên mã số 43 250k nha mọi người. 250k một chậu lan như thế này đây. À, anh chị là đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. 1 2 3 4 5. 5 cặp lá nha mọi người. Lá chân vẫn còn nguyên, 5 giờ rồi đã ra hai dòng bông rồi. Năm nay mọi người mua nó về Tết là ra thêm 3 hoặc 4 dòng bông để cho mọi người chơi Tết luôn nha. Đây kích thước lá mọi người xem giúp em nha, kích thước lá như thế này đây. 250k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 250k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu màu tím nha anh chị nha. Em chào anh Nhân Khoa ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. À, mã số 43 250k miễn phí vận chuyển ạ. Sao cái mạng này quay vòng quá. Không giờ vậy đó. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người ơi. Mã số 43 giá 250k miễn phí vận chuyển nha anh chị. À, bên em còn 5 phút nữa để sổ số nha mọi người nha. Còn 5 phút nữa. À, mọi người comment hai số series cuối giúp em nha. Comment hai số series cuối giúp em. Giải thưởng là một chậu lan như thế này nha mọi người. Giải thưởng là một chậu lan như thế này đây. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. Mã số 43 giá 250k. Mã số 43 250k em như mọi người. Ngoài ra tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm. Anh chị nào chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. Tặng kèm theo một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người. Anh chị nhớ chia sẻ
like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người ơi. Anh chị ơi, mình cứ comment cho nó like đi ạ. Anh chị muốn mua cây to, cây nhỏ, chậu gỗ, chậu nhựa, anh chị cứ comment đi ạ. Rồi, anh Trần Đức Phương, anh có chốt cái chậu đó thì anh để lại số điện thoại giúp em nha. Mọi người đặt hàng trên like để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em, mã số 43 giá 350k miễn phí vận chuyển ạ. 350k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Mã số 43. Mã số 43 250k nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này đây. Đây, rồi còn ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em tặng thêm một chậu lan như thế này nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này luôn nha mọi người nha. Nhớ chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân chế độ công khai giúp em. Trời mạng 5G vui. Cái này chạy được rồi. Ừ, như cái này làm ấy, còn cái này là live phát lại của anh Nam kia. À, thấy cây đẹp quá mà sợ tiền nhiều. Dạ anh ơi, cây đẹp là đương nhiên tiền phải nhiều rồi, hàng nào của đó nha, bên em là bán hàng chất lượng nên anh cứ yên tâm nha anh nha. Rồi mã số 43 250k, cái cây này mà có 250k thì quá là ok rồi. Anh Tình, anh chốt em mã này không để em gộp đơn cho anh luôn nha. Anh Tuấn Tình nè, cái cây này có 250k à, giá ok lắm anh. Anh chốt thì em lên đơn nha, gộp đơn cái cây nãy cho anh luôn nha. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn. Cái mã này là mã 43 250k thôi nha mọi người, 250k thôi ạ. Đây mọi người xem nha, đây kích thước lá nè, đây nhìn nghiêng nó cũng mập lắm nha mọi người, mập lắm á. Đây lá của nó đây mọi người nha. Siêu lớn. Rồi bên em có một cái cây nó hơi lỗ một xíu, đẹp nhưng mà nó hơi lỗ một xíu là nó bị mất cái lá như thế này. Mất cái lá như thế này nha mọi người. Cái này em bán giá 450k, còn nếu mà anh chị nào chốt á tại nó lỗ lá thì em bán em để lại cho 450 nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Cái cây này nè, đây cây rất là lớn luôn. Cái này em để em mã số 48 nha mọi người. Ai chốt thì để lại số 48 nha. 450 bị lỗi lá em để lại thằng 400. Gồm mít 5 cặp lá luôn nha. Kích thước bự như nghề 4 ngón tay em, còn dư mép lá luôn nè. Dư mép lá như thế này nha mọi người nha. Đó, rễ đây mọi người coi rễ nè. Đó, rễ như thế này đó, đó. Ở dưới đây là ăn sâu rễ luôn đấy, thế này luôn. Bên em giao là giao nguyên cả một kệ gỗ luôn nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Đây, rễ vẫn còn xanh tươi luôn nha mọi người. Đây, lá mít lá to lắm mọi người, tại nó mất cái này xíu à. Đây, đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. À, mã số 48. Mã số 48 nha mọi người nha. 400k 48. Anh chị đưa đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Quá đẹp luôn. Ok chịu anh Lê, quá đẹp luôn. Chốt một cây đi chị ơi.
Mã số 48 giá 450k lỗi lá, em chốt còn 400 nha mọi người. Ai chốt để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Rễ vẫn còn nhiều, rễ đây. Đây tình trạng sinh trưởng rất là tốt nha mọi người nha. Lá rất là to luôn. Đây bốn ngón tay của em là còn dư mép lá nữa nè. Hàng trồng tại Việt Nam nên lá rất là dày nha mọi người. Đây, lá này dày dặn xanh mươn mướt luôn nha mọi người nha. Đây xanh lắm rồi, em quay bằng cam thường luôn á mọi người à. Thường thì hàng Thái nhập về bán lại thì người ta sẽ cắt nước rất là lâu và cây sẽ rất là yếu và lá rất là mỏng nha mọi người. Đây, hàng bên em là đảm bảo chất lượng đây, lá này. Bên em là những chọn lọc những cái sản phẩm rất là ok, không phải lừa lên like bán cho mọi người đó. Cây chất lượng quá quá quá. Rồi em cảm ơn anh Sơn nha. Hàng thì ok rồi anh ơi. Rồi mã số 48 giá 450k bị lỗi lá một xíu, em để lại 400k nha mọi người. Đặt hàng thì để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Chia sẻ trên trang cá nhân. Đây kích thước của nó này nha mọi người. Đó, bằng cái mặt của em luôn rồi nè. Đó. Thanh mùi nha mọi người. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu này. Đây, thân nù luôn, u nu luôn nha mọi người. Đây mọi người. Rồi chia sẻ trên like hoặc chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan như thế này, tặng kèm một chậu lan như thế này nha. Quá ok rồi mọi người ơi, đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn nha. Ngoài ra anh chị nào muốn mua sản phẩm như thế nào á, đây một cây 250, đây một cây 450 mà em bớt 50.000 đó. Là mọi người thấy là nhìn độ nghiêng là thấy cây nào mập, cây nào ốm là mọi người biết rồi ha. Đó, đó, mọi người xem giúp em nha. Lá cũng to hơn rất là nhiều nha mọi người. Anh chị nào chốt để lại số điện thoại và mã sản phẩm cho em ha. Chốt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em ha. Có số điện thoại là sẽ có lên liền nha mọi người nha. Nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan nữa. Rồi, quá 8.5 rồi, em công bố kết quả nha mọi người nha. Ú ghê, đẹp quá. Ú như em luôn á. Rồi em công bố kết quả nha mọi người. Hai số series cuối là số 44 nha mọi người nha. Đây, số 44 nha mọi người. Hai số series cuối là số 44. Đây, 44. Tại cái cam ngược mà. Số 44 nha mọi người. Để em kiểm tra hệ thống bán chủ, nãy giờ có anh chị nào chốt comment đúng với số 44. Em chốt thời gian là 8 giờ 30 phút nha mọi người, 8 giờ 30 phút. Anh chị nào chốt đúng số thì anh chị comment ở bên dưới cho em à, để em kiểm tra. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 26 giá 320k miễn phí vận chuyển. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chị anh Lê ha. Dạ. Chị comment được số 44 hả? Đây là phần quà của chị á. Chị Nguyễn Thị Hương nha. Diệu Anh ơi, comment của chị trúng rồi nè. Trúng là trúng một chậu lan như thế này. Cứ inbox trực tiếp để em tặng cho chị một chậu lan 1 năm tuổi nha chị nha. Mọi đứa chị comment không trúng. Mọi bữa em thấy chị thường xuyên xem like của em á, mà comment không trúng, hôm nay trúng rồi, vận may tới rồi mọi người ơi. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn nha mọi người. Mã số 26 giá 320k miễn phí vận chuyển. 26 320k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đây kích thước cây như thế này là màu trắng nha mọi người nha, màu trắng. Anh chị xem like nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ hội nhóm, tắt bạn bè vào đây xem giúp em nha. Đây là cây mini game hôm nay à, chị anh Lê để lại cho em số điện thoại à. Chị anh Lê cho em số điện thoại là gửi quà cho chị nha chị anh. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 26 giá 320k nha mọi người nha. 320k. Ngoài ra anh chị nào muốn mua những sản phẩm như thế nào cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha mọi người. Mai em ghé mua vài chục cây á chị. Rồi ok chị Du Phi Nguyễn nha, chị cứ
À, đến thì sẽ có nhân viên hỗ trợ chị tận tình nha mọi người, nha chị nha. À, mọi người đặt hàng có để lại. Rồi mọi người đặt hàng có để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn nha. Mã số 26 320k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 320k miễn phí vận chuyển luôn nha mọi người ơi. Đặt hàng có để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người. Rồi tiếp theo em sẽ lên một số combo mới nữa nha mọi người nha. À, anh chị nào có nhu cầu muốn ghép chậu hay là về như thế nào? Rồi em lên combo hồi nãy, combo số 3 rồi, combo số 4. Hai chậu như thế này, 250 nha mọi người. 250 nha mọi người ơi, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em tặng thêm một cây nữa, 250 tính ra 3 cây là quá ok nha mọi người nha. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ạ. À, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ hội nhóm tặng thêm một cây này, tính ra 3 cây là 250 nha mọi người, giá rất ok luôn rồi. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha mọi người, tặng kèm thêm một bịch phân như thế này nha mọi người ơi. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình. Combo số 4 nha mọi người, combo số 4 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Combo số 4 nha mọi người ơi. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Combo số 4 giá 250k, tặng kèm thêm một chậu lan như thế này là 3 chậu, 3 chậu là giá 250k nha mọi người nha. Ok chị, anh dạ đúng rồi chị, ok đẹp lại giá rẻ nữa, quá ok rồi mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Hàng được thuần tại Việt Nam nên bằng bên cây nó phát triển rất là tốt nha anh chị. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em, combo số 4 giá 250k nha mọi người. Combo số 4 giá 250k, tặng kèm theo một chậu lan như thế này, chậu lan 1 năm tuổi. Nếu với điều kiện chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em, tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Chốt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em là được nha mọi người. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. Combo số 4, combo số 4 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Combo số 4 giá 250k miễn phí vận chuyển, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người ơi. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Combo số 4 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn nha mọi người. Trời có cả mát nữa. Mọi người đi xôn nữa.
chốt Lan á thì chia sẻ một lần, còn chốt em chia sẻ nhiều lần nha mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, mặc combo số 4, combo số 4 giá 250k miễn phí vận chuyển. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Cứ để lại số điện thoại giúp em là được nha mọi người nha. Mai sắp đi, sẽ quên bố này. Khó chốt quá đồng quân. Sao mà khó chốt được, chia sẻ nhiều cùng lắm thì cũng có số may mắn, cũng có bao nhiêu phần trăm chứ chị ơi. Ngày nào em cũng sai hết á chị. Mấy chục lần luôn chứ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Em tiếp theo lên mã số 11 giá 370k. 1, 2, 3, 4, 5 5 cặp lá nha mọi người. Gồm 5 cặp lá như thế này đây. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển nha. 370k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được nha mọi người. Nhớ tắt tên bạn bè vào đây xem like giúp em nha mọi người ơi. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển. 370k miễn phí vận chuyển nha. Em chào 7 anh chị đang xem live. Anh chị cho em xin một chấm tương tác cho mọi người ơi. Cho cái không khí livestream nó xôm xôm lên một xíu nha mọi người. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người. Thêm một xíu music đi. Cho một xíu nhạc. Mã số 11 giá 370k nha mọi người nha. 370k miễn phí vận chuyển. Anh Sơn Minh Nguyễn. Rồi em cảm ơn anh. Anh đặt hàng để lại, anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. Mã số 11 giá 370k. Anh chị nào muốn mua những sản phẩm như thế nào á, thì cứ liên hệ trực tiếp bên em ha. Hoặc là inbox trực tiếp. Điện thoại qua số hotline bên em là 0329 028744 nha mọi người. 0329 028744. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển. Còn cái combo số 4 hồi nãy là gồm 3 chậu. Combo số 4 gồm 2 chậu nha mọi người. Combo số 4 gồm 2 chậu 250 miễn phí vận chuyển. 2 chậu như thế này đây, miễn phí vận chuyển nha mọi người. Chia sẻ trên like, chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm 1 chậu nữa này là 3 chậu. Tặng kèm thêm bịch phân thông minh tan chậm luôn nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nữa nha mọi người. Bộ y tế nhắn tin. Bộ y tế nhắn tin. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Combo số 4 giá 250k miễn phí vận chuyển, gồm 2 chậu như thế này, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm 1 chậu nữa. Tặng kèm thêm 1 chậu như thế này nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Combo số 4 giá 250k, tặng kèm thêm 1 chậu lan nữa. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 370k miễn phí vận chuyển. Em chào chị Tina Thái nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình. Mã số 11 giá 370k nha mọi người. 370k. Còn cung tiếng Anh. Nãy là chị chốt combo số 1, bây giờ chị chốt thêm mỗi combo số 4 nữa. Nãy combo số 1. Để xem combo 4 như thế nào. Combo 4 của mình đây nè. Combo 4 này nè, hai cây này nè.
Ừ, rồi hai cây này, mấy cây ra hai bịch xanh đi. À, nếu mà chị chốt thêm cái combo 4 thì em tặng thêm chị hai bịch phân nữa nha chị nha. Em tặng cho chị thêm hai bịch phân nữa. Thôi chị ok thì nhắn ok là em lên đơn cho chị luôn nha. Để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn nha chị Tiết Anh ơi. Combo kia nếu mà chị chốt nữa em sẽ tặng chị thêm hai bịch phân nữa nha, chị chốt thì ok giúp em nha chị. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người nha. Thêm một chậu nữa nha, chỉ ship một lần ship. Rồi em cảm ơn chị Tina Thái nha. Cái combo kia là mấy cây? Chị ơi cái giá này là em ấy không được, nếu mà tặng theo nữa thì bên em lỗ lắm chị ơi, nó không được. Khi ai Diễm Thị vô coi cho mình này chị Diễm. Dạ em cảm ơn chị Tên Anh Thái. Dạ các chị, à, chị Tuyết Anh ơi, em chỉ tặng được thêm hai bịch phân thôi, tặng thêm một cây nữa là em không có tặng được nha chị. Chị chốt mà ok thì em tặng cho chị thêm hai bịch phân là em gộp đơn chung cho chị luôn, chứ nếu mà thêm hai cây kia đó là tính ra là nó nặng, tặng thêm một cây nữa là nặng lắm mà em lỗ phí ship luôn chị. Rồi hai cây 250. Rồi 250 tặng thêm cái tặng thêm hai bịch phân. Này chị cây bự hơn. Cái này hả? Rồi nếu mà chị chốt mẫu này á thì em đổi cho chị cái combo, chị đổi, em đổi cho chị cái cây bự hơn một xíu là giá là 250 á. Giá 250 là em tặng thêm bịch phân nữa thôi nha, chứ em không có tặng thêm một cây được, em đổi cho chị cây bự hơn thôi. Cái cây này nãy là cây này nhưng mà giờ em đổi sang cái cây này là bự hơn một xíu. À chị ok thì em chốt đơn cho chị nha. Mọi người ơi, bên em bao ship nha nên bên cứ... em là đã bao ship và tặng kèm thêm phân đang chậm rồi nha mọi người, nên á cái chậu thì nhiều thì bên em sẽ tốn tiền vận chuyển nhiều hơn nha mọi người, nên em không có tặng thêm được nha. Mỗi khách này em chỉ tặng thêm một cây được thôi. Chị Tiết Anh ok thì ok giúp em đặng em dồn đơn cho chị luôn nha, em đổi cái cây lớn cho chị. Combo mới đi em. Nói combo mới đi em. Rồi ok chị Tiên Thanh Thái. Combo hả? Lên combo hả? Combo mới. Rồi trong thời gian đợi mấy bạn lên combo mới thì em lên cái mã này trước ha. Ấn mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển nha. 370k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. 4 cặp lá nha mọi người, gồm 4 cặp lá, ở dưới đây còn lá chân như thế này nha mọi người nha, còn lá chân như thế này, một cây mỗi màu hay sao em? Dạ đúng rồi, hai cây này là hai màu đó chị, một cái là màu tím và một cái màu trắng hoặc là màu vàng nha chị. Hai cây là hai màu đó chị. Hai cây hai màu á chị, ok thì em gộp đơn cho chị luôn nha.
Rồi cái mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn nha. Mã số 17, mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng chia sẻ trên like hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển ạ. 370k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn nha. Mọi người xem kích thước lá giúp em nha. Kích thước lá đây, đây là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha. Hàng là hàng Thái thuần tại Việt Nam. Hiện tại vườn của em là đang ở xã combo số 1. Anh lên coi lại cái combo số 1 của em là mấy màu vậy. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển ạ. 370k miễn phí vận chuyển ạ. Cái combo số 1 là một màu nha chị Anh nha. Chị Anh nha, cái combo số 1 là một màu đó mà chị mua thêm cái này á thì thêm màu nữa. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 11 giá 370k miễn phí vận chuyển. Màu có thể màu tím mà màu trắng đốm tím nha chị. À, màu trắng nha. Là có một cái là một màu màu trắng chấm tím. Là một cái là màu trắng không, là một cái là màu tím nữa, là ba màu tổng cộng. Nếu mà chị chốt thêm cái combo kia nữa với combo số 1 nữa thì có ba tổng cộng ba màu nha chị nha. Rồi tiếp theo đây em lên mã số 20 nha mọi người. Mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu tím nha mọi người. Đỏ đốm, màu bỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người. Đỏ đốm hoặc là màu bò sữa. Đây kích thước lá như thế này nha mọi người nha. Kích thước lá như thế này đây mọi người ạ. Em chào anh Phan Xích Đức. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Mã số 20, mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển luôn nha mọi người nha. Có mua một đổi cho chị mỗi tay một màu được không em? Anh có màu khác rồi. Rồi em sẽ lựa cho chị ba màu nha chị. Em đổi cho chị cái combo số 1 là ba màu nha. Ba màu nha chị nha. Chị chốt chị ok giùm em. Để em lựa cho chị ba màu là chị, nếu mà chị chốt thì cứ nhắn ok giúp em là được ha. Rồi mã số 20, mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 280k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người nha. Gồm 4 cặp lá, 4 cặp lá và cặp lá chân nha mọi người nha. Lá chân vẫn còn nguyên như thế này. Đây lá chân nha mọi người xem giúp em nha. Đây lá chân nha, còn nguyên luôn. Rồi bên em là khi chốt đơn á, giao hàng cho mọi người là giao cả kệ gỗ như thế này nha mọi người. Cả chậu gỗ như thế này. Chậu gỗ được làm bằng cây uống sữa đây. Cũng là một ngôi trường sống cho cây luôn nha mọi người nha. Khi mà cây đã bám chặt trong giá thể là muốn đi ra ngoài chậu, gặp cái chậu kệ gỗ như thế này là cũng hấp ẩm được luôn nha mọi người. Một ngôi trường mới cho cây luôn. Mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng sẽ để lại số điện thoại trên like. Ngoài ra 10 xuất hàng đầu tiên á, chia sẻ trên like hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển ạ. Đây là kích thước cây nha mọi người nha. Kích thước cây như thế này nè. Đây kích thước lá và bề mặt lá nè. Kích thước lá và bề mặt lá như thế này nè.
màu đỏ đớm hoặc là màu bò sữa cho mọi người, đỏ đớm hoặc màu bò sữa. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ạ. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm nha. Chị Tuyết Anh, chị ok là cái có ba màu thì cứ ok lại giúp em nha, là bên em sẽ lựa đổi lại cho chị. Mã số 20 giá 280k, miễn phí vận chuyển nha mọi người. Hiện tại là gần 9 giờ rồi, em sẽ lên lại những cái mẫu mà hồi nãy giờ mấy anh chị khác chưa có chốt, là em cho mọi người xem qua một lần nữa. Có chốt đơn thì cứ chụp lại màn hình gửi cho em, hoặc là ghi mã số sản phẩm, số điện thoại là bên em sẽ chốt đơn nha. Đầu tiên là cái mã 20 giá 280k, miễn phí vận chuyển. Đây, kích thước như thế này nha. Cái màu này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa cho mọi người. Đỏ đốm hoặc là màu bò sữa. Rồi, tiếp theo là cái màu... Em chào anh Huy Nguyễn ạ. Mã số 68 430k, miễn phí vận chuyển. Cái này là màu... màu đỏ đốm hoặc bò sữa nha mọi người nha. Mã số... 68 430k, miễn phí vận chuyển luôn. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan nữa nha mọi người. Mã số 68 430k nha mọi người nha. Đây, kích thước lá như thế này đây. Kích thước lá mọi người xem giúp em nha. Kích thước lá thế này. Mã số 26 ba giá 320, miễn phí vận chuyển, màu trắng nha mọi người nha. 320k, miễn phí vận chuyển, màu trắng. Mã số 26 nha mọi người nha. Ok, okay, chị Tuyết Anh nha. Anh còn mang lâu nè. Em không biết. Rồi, mã số 26 320k, miễn phí vận chuyển nha anh chị nha. Mã số 43 giá 250k, miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại hoặc chụp lại màn hình gửi qua tin nhắn giúp em là ok ha mọi người nha. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Chia sẻ trên like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người nha. Đây, mã số 43 250k. 1, 2, 3, 4 4 cặp lá nha mọi người. 4 cặp lá. Rễ như thế này đây nha mọi người nha. Rễ vẫn còn xanh. Đây, kích thước lá như thế này nha mọi người. Kích thước lá như thế này nè. Cái này là mã 43 nha mọi người. 43 giá 250k. Mấy cây đông đốm nó có thể ra màu xéo này, có cánh cánh tím này, có thể màu. Rồi, mã số 59 nha. 59 giá 350k, miễn phí vận chuyển. Cái này là màu bò sữa hoặc là màu trắng cánh tím nha mọi người. 1, 2, 3, 4 4 cặp lá nha mọi người. 4 cặp lá. 4 cặp lá kích thước như thế này nha mọi người nha. Kích thước như thế này á. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm, em lên đơn cho mình luôn nha. Rồi, đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Mã số 59 350k. 350k nha mọi người. 350k. Mã số 60 giá 450k, miễn phí vận chuyển. 5 cặp lá nha mọi người. 5 cặp lá giá 450k, miễn phí vận chuyển cho mọi người. Dạ, luôn. Ok chị Na Thái à, em đang combo mới đó chị ạ. Hồi nãy rồi mà. Hồi nãy rồi. Rồi, mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha.
Mã số 60 nha mọi người. Mã số 60 giá 450k miễn phí vận chuyển, đặt hàng cái để lại số điện thoại, còn mã sản phẩm em lên đơn nha mọi người. Đặt hàng cái để lại số điện thoại, còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn. Rồi à. Mới lên mà, cái lên combo mới đi. Đâu, hồi nãy em trả lời lâu rồi. Lan của anh khi nào giao về em, anh Nguyễn Như Đào. Rồi. Hôm nay bên em đóng hàng rồi ạ. Rồi em đóng hàng rồi nha dạ, anh nha. 3 đến 4 ngày em nhận được hàng. Nhận được hàng. Đây là bên bưu điện đang phát đi ạ. Rồi em lên mã tiếp theo, mã số 32 giá 350k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 350k miễn phí vận chuyển luôn ạ. 350k miễn phí vận chuyển, 1, 2, 3, 4 cặp lá nha mọi người nha. 4 cặp lá, lá như thế này nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại, còn mã sản phẩm giúp em. Chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi đó nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người nha. Chốt hàng cứ để lại số điện thoại, còn mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Rồi anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại, còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 32 giá 350k nha mọi người. 32 350k. Rồi ok mọi người. Rồi hiện tại thì em kết thúc cái live này ở đây. Ngày mai hẹn mọi người lúc 11 giờ rưỡi trưa mai nha mọi người nha. 11 giờ rưỡi trưa mai là bên em cũng sẽ lên những một số mẫu hot đó, mọi người đón xem giúp em nha. Rồi em cảm ơn và em xin chào mọi người ạ.